Trong lúc neo đậu tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QG95001TS cùng 6 thuyền viên đã bị hai tàu quân sự nước ngoài số hiệu 46102 và 56105 truy đuổi lấy tài sản, tông va làm chìm tại vùng biển Hoàng Sa. 6 người dân may mắn thoát chết nhờ một tàu cá cùng quê cứu vớt. Thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh cho biết, khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2017, tàu ông Khanh và tàu cá QG90495 do ông Huỳnh Văn Tuấn làm thuyền trưởng đang neo đậu tại đảo Chim Yến thuộc quần đảo Hoàng Sa bị hai tàu mang số hiệu 46102 và 56105 áp sát, khống chế lấy hải sản ngư lưới cụ. Phát hiện tàu cá ông Tuấn bị tàu nước ngoài khống chế, ông Khanh điều khiển tàu bỏ chạy và bị tàu nước ngoài rượt đuổi. Sau khi khống chế được tàu ông Khanh, nhân viên tàu nước ngoài sử dụng hung khí đánh ngư dân lấy toàn bộ hải sản, đập phá làm chìm phương tiện. Hai tàu nước ngoài đã lấy gần 14 tấn hải sản, 2 máy định vị, máy dò cá, 15 đèn pin và lương thực dự trữ, ước thiệt hại cho hai tàu gần 5 tỷ đồng.